Xin chào cả nhà chào mừng mọi người quay trở lại với kênh lan rừng hàng độc sơ rái Bắc Tây Nguyên à, giống lan rừng hoàng nhạc là một cái giống lan mà cho hoa màu vàng rất là đẹp rất rỡ nó là một cái cây thuộc vào cái dòng lan đơn thân dễ thân mọi người ha được rất là nhiều anh em ưa thích sưu tầm à, hoàng nhạc thì nó có hai loại thứ nhất là hoàng nhạc tháng 8 và thứ hai là hoàng nhạc tháng tư hoàng nhạc tháng 8 thì thường hoa nở vào tìm dịp tháng 8 tới tháng 9 10 vậy á và thứ hai là hoàng nhạc tháng tư thì thường nó rơi vào cái tầm mùa hoa tầm cỡ 3 4 5 ha mọi người ha và trong số cái cây hoàng nhạc tháng tư thì cũng nhiều anh em là ưa thích mọi người nhưng mà có một cái giống lan đó thuộc cái dòng lan hoàng nhạc tháng tư mà nó cho ra cái thân lá kiểu lá mít là dành cho những anh em mà gọi là thích sưu tầm cái hàng bonsai ấy. người ta rất là thích chơi bởi vì khi trồng chăm, chăm sóc cái cây này ở trong vườn nhà ấy, ngắm cái thân lá nó phát triển nó nhìn nó đẹp lắm mọi người thường cái mùa hoa thì mọi người chỉ chơi vào tầm cỡ gần tháng mọi người ha thì à, sau đó là chỉ có là cái thời gian dài mà chúng ta chơi thân lá chơi cây nhưng mà cái cây này ấy, khi mà nó phát triển ra thì nó ra cái kiểu thân lá mít rất là tròn to khiến cho rất là nhiều người thích chơi và ngắm à, ví dụ trồng ở một cái góc nào gần gần cái bàn chơi uống trà vậy à, khi mà ra vườn à, uống trà rồi uống cà phê rồi ngắm cây ngắm hoa nhìn thấy những cái chậu mà nó nó phát triển lá mít lá côn luôn ở nhìn rất là đã mọi người nhé và cây thì này thì nó cái giống lan hoàng nhạn này thì nó gọi là hoàng nhạn bốn nơ mọi người nhé từ mùa hoa của nó thường rơi vào tầm tháng tư nên nó được xếp vào vào cái dòng là nhạn tháng tư và hoa của cái cây này thì nó cũng rất là đẹp hoa nói chung là nở Mỗi lần nở là hoa nó dày, vòi bông, hoa nó to mọi người à, Và cái cây này thì cực kỳ có tiếng trên thị trường Và cũng là một trong số những cái dòng mà à, hoàng nhạc à, thuộc vào cái hàng đắt tiền nhất hiện nay rồi à, Và hôm nay thì em lên clip đây để chia sẻ và giới thiệu cho anh em Một số cái chậu hoàng nhạc bốn nơ mà vườn em đã trồng chăm sóc và nhân giống được mọi người nha Ê, Mọi người thấy không? Trồng rất là nhiều Nhưng mà đôi khi có một vài lá nó lỗi là mình không thể nào mình bán được đó, đây ví dụ như cây này cũng rất là đẹp nhưng mà lỗi lá phát là không bán được rồi để làm giống thôi à, em là em lừa ra những cái chậu mà nó đẹp nhất ở trong vườn để em có thể em chia sẻ cho các bác các anh chị nha nên là mọi người phải hiểu là những cái cây này là những cái cây mà nó tuyển chọn đẹp nhất ở trong vườn rồi rồi bây giờ thì sẽ quay lần lượt một số cái chậu ngày hôm nay thì anh em nếu mà muốn sưu tầm chậu nào thì cứ liên hệ với em nhé chậu nó thân sẵn trong đây rồi thì em mua em sẽ gửi nguyên chậu thì à, mỗi một chậu như vậy à, mỗi một chậu có một cây à, lá mít đẹp như vậy mọi người nha thì à, có giá là 300.000 hả 300 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu nhé anh em mua số lượng bao nhiêu cây thì cứ báo em rồi đây đầu tiên là chậu em quay tân chậu để cho mọi người chọn luôn nhé chậu này là chậu gọi là chậu số 1 mọi người nhé số 1 này mọi người nhìn bộ rễ nó khỏe nè nó mọc tràn ra hết cả chậu rồi trồng những cái chậu như vậy mới đã mọi người nha không phải tốn công thuần không phải tốn công liền gì nữa chỉ chờ hàng ngày nó lên lá nó phát triển đẹp thôi rất là mướt mà rồi chậu này chậu số 1 nha giá 300 theo chậu này là chậu số 2 chậu số 2 này giá cũng 300 luôn mọi người nha à, không biết lên clip nhìn có đẹp không nhưng mà bên ngoài nhìn đẹp và mướt lắm mọi người à, rồi chậu này gọi là chậu số 2 ha. chậu số 2 rồi, chậu này cũng 300 mọi người nha. Đồng giá mà. Rồi, tiếp theo nữa là sang chậu này. Chậu này chậu số 3, chậu số 3 này thì giá cũng 300 luôn mọi người nha. 300. Rồi, chậu này gọi chậu số 3 giá 300. Tiếp theo rồi, chậu này là chậu số 4 ha. Chậu này là chậu số 4. Chậu số 4 này thì giá là 300 luôn mọi người nha, 300 luôn. Mọi người xem cái lá này, lá mít nó to, đẹp cực kỳ luôn Nhìn vào phát là em nghĩ là chắc nhiều bán nhiều anh chị mê lắm <laughs> Rồi, nhìn nó đã mắt như vậy mà Rồi, chậu số 4 này 300 ha Chậu số 5, giá cũng 300 luôn Đây mọi người Đó mọi người thấy không Tuyển ra những cái hàng gọi là những cái chậu đẹp nhất ngày hôm nay rồi Rồi, chậu số 5 này, giá 300 Sao là sang chậu số 6 mọi người nha 6 sao giá cùng 300 luôn số 6 rồi số 6 giá 300 tiếp theo để em lấy thêm chậu nữa một vài chậu nữa rồi chậu này gọi là chậu số 7 mọi người nha số 7 chậu số 7 này giá cùng 300 luôn rồi số 7 nha giá 300 rồi tiếp theo để em xem có chậu nào được đẹp đẹp nữa Quay cho mọi người xem luôn Số 8 đây à, thì Chậu này hơi lỗi một tí à, Chậu này đẹp nè đẹp. Rồi qua số 8 mọi người nha Số 8 Giá cũng 300 luôn Rồi Tiếp theo là số 9 Đây, Số 9 Chậu số 9 này giá 300 đẹp nha ha thuần mướt rượt và cuối cùng sẽ lấy thêm chậu cho đủ 10 chậu quay hết 10 chậu này thì tính tiếp mọi người nha đây chậu này là chậu số 10 ngày hôm nay số 10 Đấy. đã chưa có những cây hột nút bám xung quanh rồi chậu số 10 này thì có giá 300 luôn rồi anh em thích sưu tầm chậu nào liên hệ với em nhé lên liên hệ đài 0384750258 này là toàn những cái siêu phẩm ở trong vườn không mọi người nhé rồi à, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip về những cái giống lan đẹp đặc, đặc sắc tiếp theo trên kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên à, mọi người mua chậu số máy cứ liên hệ với em nhé và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người ha phí chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu tầm ba bốn chục ngàn thường thường thì rơi vào tầm cả ba chục ngàn mọi người nhé rồi, xin chào mọi người ạ